Con xin kính chào quý cha và toàn thể quý vị có mặt trong đêm nhạc ngày hôm nay. Thật là xúc động, rất là tuyệt vời, phải không cha xứ ạ? À? Rồi, xin quý vị một tràng pháo tay được không ạ? Thank you.
cho chúng con. Người khen Chúa, chúng con xin người khen Chúa với trọn tâm tình dâng Chúa trọn niềm kính. Ba con xin cảm ơn ạ.